Hello mọi người, mình là Sobel. Chào mừng các bạn đến với kênh Sobel Gaming của mình. Hôm nay mình sẽ làm video clip về một cái event mang tên là Con đường tơ lụa. Thì cái event này á, lần này nếu như mà các bạn làm ở cái mức ác mộng thì các bạn sẽ được những cái quà này. Nếu các bạn làm ở cái mức địa ngục, các bạn sẽ được những cái quà này. Tương ứng với mỗi mốc mức độ khó thì các bạn sẽ được cái phần quà tương ứng. Rồi hôm nay mình sẽ chia sẻ cho bạn một cái mẹo nhỏ để làm sao mà các bạn đạt được cái phần thưởng này tối ưu nhất. Rồi mình sẽ nói sơ sơ về cái event này trước. Cái event này á, là nó giống như event vận tiêu của bang hội vậy bạn. Các bạn sẽ có một rủ bang của các bạn, xong rồi đi chung. Khi mà chiếc xe đi tới đâu thì mình sẽ bảo vệ chiếc xe tiêu tới đó, rồi bảo vệ đến cuối cùng thì mình sẽ chiến thắng. Đó, event đơn giản vậy thôi. Cái event này nó có hai loại quà. Một cái là quà ở chỗ này. Cái quà này nó phụ thuộc vào điểm cá nhân và cái tiêu của mình khi vận chuyển đến đích còn bao nhiêu máu, còn full máu, còn nhiều máu thì mình sẽ nhận được hết những cái quà này. Nếu như mà còn ít máu thì mình sẽ nhận những cái quà ít hơn. Thì tí nữa nó sẽ có show ra, mình lúc đó mình sẽ chỉ cho các bạn rõ hơn. Mình nói sơ về cái hạng này. Đây, này là clan của người ta. Clan của người ta đi thực hiện cái nhiệm vụ này, cái event này, thì nó sẽ xếp hạng tiếp theo. Những clan khác hoàn thành tiếp theo nó vẫn sẽ xếp hạng tiếp tục ở dưới đây. Thì các bạn để ý một cái á, là nếu như mà hạng nhất thì các bạn sẽ được những cái quà này 20 tượng tím cũng khá là ngon. Và mình nghĩ là các bạn cứ đợi cái event này kết thúc. Đây là thời gian của event này. Trước khi cái event này kết thúc á, thì các bạn nên coi cái clan nào nó hạng nhất thì các bạn nên xin vào cái clan đó. Rồi khi đến kết thúc thì nó sẽ cho bạn cái phần quà này. Cố gắng xin vào bang mà có hạng nhất. Nếu như bang của mình hạng nhất thì ok, quá may mắn, mình không cần phải đi đâu hết. Đó là lý do mình chơi game này, mình phải ngoại giao để cho người ta biết mình là ai thì người ta mới dành một slot cho mình. Ok chưa? Rồi đi cái event này á, mình chủ yếu sẽ đem full kỵ nha các bạn. Ví dụ như mình có 300 mấy kỵ thì mình chia ra. Như mình thường đi thì mình sẽ đem 3 đạo thôi, mình không đem 5 đạo. Nhưng mà tất nhiên các bạn đem từ 3 đến 5 đạo. Mình đem kỹ, các bạn đừng có đem bộ. Tại vì nhiều bạn họ đem bộ, cái con quái xuất hiện là nó bị đánh chết rồi. Mình không kịp chạm vào cái con quái đó, mình sẽ không được điểm cá nhân. Mình phải đánh những con quái đó thì mình mới được điểm cá nhân. Được điểm cá nhân thì mình mới có quà. Hồi trước đây á, khi mà mình đi á, mình không có biết là nó có quà. Mình cứ tưởng cái quà đó là hên xui, nhưng mà thực sự là không đúng. Cái quà này á, nó phụ thuộc vào điểm cá nhân của các bạn. Là các bạn phải đánh những cái con quái mà xuất hiện khi mà mình trong quá trình mà mình vận tiêu. Nếu như mình không đánh, mình sẽ không được quà. Hoặc là được quà, nhưng mà quà rất ít. Đây, hiện tại event đã chính thức bắt đầu. Các bạn để ý thấy cái này nè. Đó, tiêu ở đây. Mình sẽ cho ba đảo của mình đi theo. Thường á, họ sẽ chia ra một số người đi trước tiêu, một số người đi sau tiêu. Mình thì sẽ chọn đi trước tiêu. Đi trước tiêu lợi hơn các bạn, có quá nhiều hơn. Bạn cố gắng đi trước tiêu. Đây, đây là thanh máu. Nếu như mà thanh máu này bị tụt xuống tới mức này thì mình sẽ bị mất 3 quà này. Tụt xuống tới đây mình sẽ bị mất thêm 3 phần này nữa. Tụt xuống đây mình sẽ bị mất tiếp 3 phần nữa. Bây giờ hiện tại mình đang làm ở cái mức độ là địa ngục. Ui, mãi nói mà không chịu đánh. Phải đánh nha các bạn. Phải đánh nha. Không đánh là không có điểm đó. Chết chưa. Các bạn nhớ là các bạn bắt buộc phải đánh.
coi bộ như nãy giờ mình chưa được điểm nào hết luôn các bạn. Đây là điểm cá nhân nha các bạn. Mình phải cố gắng đánh. Ít nhất là phải chạm được vào những cái con quái này. Các bạn không đánh là các bạn không có điểm. Cố gắng đánh nhiều nhất có thể. Phải đánh thật nhiều thì các bạn mới có được tượng cam. Nếu như các bạn không đánh là các bạn không có được tượng cam nha. Và rất là nhiều quà. Giờ là mình đập hết các bạn ơi. Đây nhớ cho một con đi ra đằng trước nữa. Đây đằng trước sẽ có một cái con quái bự á. Đó đúng rồi con này nè. Phải đánh cái con này mới có thêm nhiều điểm nữa. Nếu như mình không đánh là mình không được nhiều điểm đâu. Các bạn thấy hiện tại mình đang có 500 thôi. Phải cố gắng. Ở chỗ này nó chỉ hiện tới là 500 thôi. Nhưng mà đại đa số mình nghĩ là nghe người ta nói là nếu mình muốn lấy full quà là phải được 2000 điểm trở lên. Hy vọng là mình chạm được vào cái con này một chút. Hy vọng là chạm vô được một tí xíu. Ui mình chạm vào được một lần nha. Đó lý do mình kêu các bạn nên đem kỹ là như vậy. Nó đánh cái này các bạn phải tập trung vào nha. Con nào chết trước á, con nào mà bị đánh nhiều nhất trước thì mình nên đánh con đó trước. Đấy. Và cái con cuối mình phải cố gắng đánh thêm con cuối nữa. Lần này điểm của mình khá là ít đó, mới 700 à. Mấy con nhỏ này cũng phải đánh nha. Đợt này mọi người họ đánh dữ quá. Nhiều khi á, họ đánh dữ quá mình không có cơ hội chạm vào cái con lính nha các bạn. Hiện tại mình đang có 1000 điểm thôi à. Hy vọng là mình sẽ được 2 cam. Một hiệu quái xuất hiện là mình sẽ đánh liền. Để tiết kiệm thời gian. Các bạn có thể chọn những con tướng như mình cũng được. Hoặc là các bạn chọn những con tướng nào khác có tốc độ di chuyển nhanh là ok. Như ba con tướng mà mình đang chọn là mình đều nâng theo hướng trong cái bảng tài năng á, mình đều chọn theo cái phương hướng là có tốc độ di chuyển. Tí nữa mình sẽ show cho các bạn coi.
Đó, nhiều người họ lụm họp nhưng mà mình không lụm họp, tại các bạn lụm họp là các bạn phải tốn 150 điểm hành động. 150 điểm hành động đó mình có thể dùng để đi farm mang kéo mang gỡ, mình kéo được rất là nhiều. Bây giờ mình không muốn phí điểm hành động của mình để vô lụm những cái hộp này. Nếu như hộp cam thì ok, còn hộp tím như vậy thì các bạn, mình khuyên các bạn không nên lụm. Hiện tại mình đang có 1.700 rồi. Mình nghe nói là đủ 2.000 là nhận được maximum quà. Nhưng mà ở đây không có kiếm thấy được chỗ nào nó ghi hết. Chỉ thấy chỗ này nó ghi tới đây thôi à. Mình không coi được ở dưới nữa. Không biết có phải event bị ghi thiếu hay không. À, nói chung là các bạn cố gắng đạt 2.000 điểm đi cho chắc. Các bạn cứ siêng đánh là được. Thì các bạn đừng có chăm chăm vào cái điểm đó. Các bạn, mục tiêu của mình là phải bảo vệ cái tiêu mà, chứ đâu phải là mình chơi theo cá nhân đâu. Mình cứ cố gắng đánh nhiều nhất có thể thôi. Chứ bạn đừng nói mình đủ 2.000 điểm mà mình không đánh nữa, mặc kệ cái tiêu bị đánh. Vậy chơi cá nhân vậy là không tốt. Mặc dù mình đủ điểm nhưng mà mình vẫn đánh thôi. Đánh nhiều nhất có thể, làm sao mà bảo vệ cái tiêu á. Nè, như giờ có cái cam này thì các bạn nên lụm. Còn những cái khác thì mình khuyên các bạn không nên lụm. Nhưng mà các bạn biết tại sao mình không lụm? Thứ nhất là tại mình xa. Nếu như mà mình gần mình cũng không lụm nữa, tại vì lính quái đang quá trời như vậy mà mình bỏ mình đi lụm thì mình chơi vậy thì không có tốt lắm. Mục đích của mình là phải bảo vệ tiêu. Đừng có vì một chút xíu những cái đó mà làm ảnh hưởng đến cả bang. Tí nữa sẽ có một cái con bự nữa. Tí nữa mình coi con bự ở đâu, mình phải đánh cái con bự. Này bạn thấy hiện tại điểm mình 2.000 hơn rồi nè. Đó, những cái con này rất là nguy hiểm. Đánh xong con này mình sẽ chạy qua đó giúp. Đây, sẽ chạy qua đó giúp. Đó, nó chạm vào cái con của mình rồi nè, bị mất máu rồi nè, các bạn thấy không? Đánh cái này á, các bạn phải nhiều người chơi, mỗi người chơi phải đem từ 3 đến 5 đạo quân. Đừng có để nó chạm vô cái tiêu đó, cố gắng đem những con tướng có skill đam AoE cũng rất là tốt. Nó sẽ đánh lan. Như con Athe của AK cũng khá là tốt, còn là bạn nào có chơi Athe, có nâng Athe thì đem vào cái event này cũng rất là tốt nha. Đừng có quan trọng điểm, quan trọng là mình phải bảo vệ được cái tiêu kìa. Cố gắng giữ nhiều nhất có thể, đừng có để nó tụt xuống dưới móc cái móc này. Mất cái móc này là mình sẽ mất một tầng cam với lại đá quý nha. Nó nếu mà lụm thì lụm lên lụm cái này, mình thì không muốn lụm lắm. Bạn nào muốn lụm thì các bạn lụm. Chạy xuống đây giúp mọi người. Rồi, vậy là event này xong rồi đó các bạn. Rồi, thì kết thúc event. Mình sẽ nhận được những cái quà gì? Này, mình show cho các bạn coi, mình được 2 tầng cam. Bạn thấy chưa? 300 đá quý. Là mình nhận maximum một phần quà luôn đó. Rồi. Thật ra đây mình nói thêm, thực ra tổng cộng là mình có thể đi được 3 lần, nhưng mà clip này mình chỉ quay một lần thôi, thì 2 lần kia thì cũng giống như vậy.
Rồi mình show cho các bạn xem tướng của mình. Cái điểm tài năng là nó chỉ tính trên tướng chính thôi nha các bạn, tướng phụ nó không tính điểm tài năng. Mình show điểm tài năng của ba con này cho các bạn coi nhé. Chủ yếu là mình muốn có tốc độ chạy thì mình chọn con này, tại vì á này các bạn thấy, các bạn có thể coi cái bảng tài năng mà mình nâng để mà các bạn làm tham khảo, các bạn thích thì các bạn dùng cũng được. Đây có tăng tốc độ hành quân, đây đây có tăng tốc độ hành quân nữa đây. Rồi con lô ha của mình cũng có nâng tăng tốc độ hành quân đây, chỗ này và chỗ này nữa. Rồi con Belisarius, con này nè, mình thấy bảng tài năng mình nâng như vậy là tốt luôn á, mình cảm thấy khá là hợp với cách chơi của mình. Nếu như các bạn cảm thấy nó ok thì các bạn cũng có thể lưu lại để mà nâng theo. Thì cái bảng này á, là nó có tốc độ chạy nè, tốc độ chạy nè, tốc độ chạy nè, tốc độ chạy nè, đó. Cái bảng cách nâng điểm tài năng này á, mình cảm thấy khá là ok, vừa có tăng cơ, tốc độ chạy. Tốc độ chạy thường á, là nhanh, là mình nghĩ là tối ưu nhất rồi đó. Rồi có thêm nhảy mỏ nữa, tốc độ khi mà các bạn nhảy mỏ để mà dùng trong kill event á, khi các bạn bị người ta dí thì các bạn chạy được. Rồi thì cái event này trước mắt là như thế thôi. Rồi cuối cùng á, trước khi cái event này kết thúc luôn á, các bạn nên coi clan nào hạng nhất thì các bạn xin vào cái clan đó, nên tùy thuộc vào độ ngoại giao của các bạn nha. Rồi thì cái mẹo này á, các bạn nên nhớ một điều, đó là các bạn phải cố gắng đánh thật nhiều, thật tốt, làm sao để mà bảo vệ cái tiêu này. Các bạn muốn nhận được maximum phần quà này á, nó phụ thuộc vào hai điều kiện. Một là điểm cá nhân, hai đó là tiêu của các bạn phải còn lượng máu khá là đầy và không bị dưới cái mức hồi nãy. Mức hồi nãy mình có chỉ trong clip, nó không được dưới cái mức đó, vậy thì là các bạn sẽ nhận được maximum quà. Rồi thì mẹo của cái event con đường tơ lụa đến đây thôi. Nếu các bạn cảm thấy thích, để lại một like, subscribe kênh để ủng hộ cho kênh mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.